Nam mình giờ nếu mà nó nói ra mà chẳng khác gì Liên Hợp Quốc hết á. Đúng rồi, các nước sang từ rất nhiều. Anh Thơ Quang với anh biết không, nó còn kể mấy ông bên châu Phi nữa, mấy ông đen nữa. Thì mấy ông nói, qua mấy ông nào nó là nói việc này nó không khác gì Liên Quốc á. Rồi mấy ông qua Nga nghiết gì Ấn Độ, Ấn điếc gì là Bangladesh, Sri Lanka gì đầy nhóc. Rumani mà nè cái gì ông mà cứ thấy tay lông mũi lõ đi phà phà ngoài đường đâu mà lụm rang cái toàn là tứ xứ ở châu Âu không à. Rồi chào em gái người Nga nhá. Chào Việt kiều người Nga, đúng rồi. Người Nga Ukraine nữa nhiều lắm. Vừa đây có cả Belarus nữa. Dạ đông lắm, Nga thì ra Nha Trang. À, Nha Trang thì đông lắm. Nha Trang Phan Thiết. Nha là Nha Trang Phan Thiết. Vũng Tàu. Ba nơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở ngoài đó thấy sinh sống như là người mình luôn vậy đó. Cho nên cũng hay đất nước Việt Nam nó ngộ vậy, ai tới đa số là cũng thích. An ninh yên bình. Mà đặc biệt á, là người dân Việt Nam là gì? Người dân Việt Nam họ rất thân thiện. Đúng rồi. Còn ba cái tỉnh em... gọi ba cái thành phần bất hảo á, nó chỉ là cái số lẻ thì quốc gia nào cũng có thôi, nhưng mà Việt Nam rất thân thiện. Đặc biệt là những cái pha gì Việt Nam biết không? Thí dụ ảnh hưởng gì tới mà thí dụ mất cắp, mất trộm gì đó, mình không nói là tỷ lệ 100%, nhưng mà hầu như là thu hồi lại được. Đúng rồi. Đúng không? Hầu như thu hồi tóm lại được, trả lại cho khổ chủ. À, cái đó là em có coi người ta thích. Em có coi đây đây các bạn, đây có bạn Hoàng Nguyễn đang trong này ở Việt Nam đủ nước đến sống, mà mấy ông bà quê ông làm đi Việt Nam mà sắp chết đến đời không ai đến. Có em Hoàng Nguyễn này, em đang ở trong này. Có ông Hoàng Nguyễn này đang ở trong này. Mấy nói mấy ông bà quê ở nước ngoài làm đi Việt Nam không ai đến ở Việt Nam, chỉ Việt Nam đi thôi chứ không ai đến ở Việt Nam. Người nước ngoài trong năm này nói tới mấy ẩn thì cũng chán lắm anh ơi. Mấy đó là 4 × 4 = 17 á. Cái là bị đập á. Em ok, em ok. Người Việt Nam, người Việt Nam, người Nhật Bản với người Hàn Quốc bên đây nó lấy người Việt Nam nhiều lắm. Yeah. Lấy người Việt Nam từ Việt Nam ở nhiều lắm. Em có coi một cái đoạn video clip này của cái chị này, người Tây, người châu Âu, chỉ đi qua bên Việt Nam á, chỉ đi học rồi cái chị cũng làm việc ở bên đó luôn, chị cũng mướn nhà, chị ở, chị làm việc bên đó luôn, mà ở ngoài Hà Nội á, chỉ đi cái xe tay ga làm sao á, chị đang chạy về nhà, tự nhiên xe của chị xịt làm sao không nổ nữa. Rồi xuống không biết tại sao nữa, dắt dòm qua dòm lại bơ vơ đang ngơ ngác. Tự nhiên ở trong lề đường đâu 4-5 ông đi ra bao dây cái xe của chị lại. Nào xem bị gì đau luôn. Mỗi ông bay vô tay chân của quẩy mồ hôi chiếc xe nổ. Trời ơi, mà chị nói không cần kêu gọi chưa có cái gì hết, là mấy ổng ra mấy ổng giúp chiếc xe nổ xong, cái chị nói để chị gửi tiền lại cho mấy ổng. Ông nào cũng xua tay, không cần tiền gì đâu, đi về đi. Rồi xong. Mà chị về chị kể cái video coi mà thấy cảm động ghê á. Tự nhiên à. Đúng rồi. Ở ngoài Bắc tụi mấy chú mấy bác hay ngồi uống trà rồi ở ngoài đường á. Đúng rồi. Cái người Việt mình nó vậy đó. Chứ còn ở bên này thì ít lắm nha, không dám đụng tới bị gì bị thôi ráng đi gọi là gì đi, đụng vô ngồi luôn á. Mệt á. Cướp giật. Mấy lần cướp giật mà cướp của người nước ngoài là chỉ đúng rồi. Trời ơi, hôm bữa còn coi cái Vũ Phú Thuận biết không, bữa còn có thấy một cái video clip hai đứa ở bên Tây Ban Nha. Mẹ cha nó đi qua bên Việt Nam đi du lịch chơi mà nó tính toán, nó cũng khôn lắm. Mẹ nó mua cái gói bảo hiểm mà đi du lịch lỡ bị mất rồi được bồi thường gì đó. Nó báo trộm đúng không, nó báo bị mất. Nó đi qua Việt Nam cái nó bị mất cái túi đồ. Mẹ nó túi đồ trong đó có tiền bạc gì úi kể ra cho một đống. Công an điều tra hồi thì ra mày chơi điểu. Ngồi đó
nhìn nó nhục mặt ra, chả có giống con giáp nào. Tại Việt Nam bây giờ là người nước ngoài định cư đông lắm, người đủ thứ nước rồi sao mà ta ở, ta làm ăn ta ở đông lắm. Khu em nhà em kìa có ông Mỹ về ở Việt Nam, ổng làm mà ổng nấu bếp cho cái nhà hàng khách sạn 5 sao nào dưới Sài Gòn á, rồi cái lấy vợ Việt Nam mà ở luôn Việt Nam kìa. Em về sáng em về em đi tập, thấy ổng đi tập cũng dắt theo con chó. Hỏi sao về đây ở lâu chưa, tao có công ăn việc làm đây mà, tao đang đi làm ở đây. Ủa vậy là ở đây luôn hả? Ở đâu có gia đình, ở nhà dưới kia còn giới thiệu nhà rồi, hào hứng lắm. Không về Mỹ lại à? Nói không, ở đây luôn. Lâu lâu thì dắt vợ con về thăm nhà cái, rồi thăm cha mẹ già thôi, rồi trở lại Việt Nam sống vậy đó. Mê. Đúng á, bố cần tỏa nói đúng á. Bởi vì á, nói mình nói thực tế là như vậy nè, mấy ông á, và mấy ông bên Tây, bên Tàu á, chỉ thấy Hàn Quốc trên phim ảnh thôi, cứ nghĩ là nó mỹ miều, nó mượt mà, cái gì đó nó quý phái, nó quý xà tộc lắm. Nhưng mà thật ra ở Hàn Quốc á, mẹ nó cũng tài phiệt bỏ mẹ, để mà được trường xã hội mà nó tôn trọng á, là mẹ phục hồi đẳng cấp cao, phải là mẹ thế này thế nọ, thế lọ thế chai, chứ còn gọi là cái thu nhập mà chung chung á, quên đi. Cho nên qua Việt Nam đúng, cái này anh cũng nhận với Cường Toản nè, nói gì nói qua Việt Nam á, bây giờ nó nghèo quá nào không biết nha, nhưng mà trước mắt là nó được tôn trọng cái đã, miễn nó đừng làm bậy thôi, miễn nó đừng làm bậy thôi. Dù kể cả nó qua đây đi du lịch dạng kiểu tay ba lô, ba lóc cóc lên keng thôi, người dân Việt Nam họ vẫn tôn trọng. Họ không có bao giờ mà gọi là có hành vi gọi là phân biệt đối xử hay là kỳ thị hết á. Đúng rồi. Không có. Còn mà thử cái cảnh của nó về Hàn Quốc coi, mẹ dân của nó coi nó chẳng ra cái hệ thống khủng đẳng gì hết. Tại sao nó thích ở Việt Nam là như vậy? Cho em còn ở Việt Nam á, anh nói thêm mày xíu rồi. Ở Việt Nam còn nhiều trường hợp là gì? Mẹ nó qua Việt Nam là đi bán hàng rong, nó vẫn vui. Đúng rồi. Bên Tây á, thậm đúng chí rồi. Còn đồ bên đường, chân cái bạn giá trên ngực đi xin tiền, đứng ở đường chừng trên đầy kìa. Đúng rồi. Ôi, mấy cảnh đó mình đi qua mình quay thì nó kỳ, nó thiệt. Mình ra mình chụp hình chụp ảnh lại quay lại thì nó kỳ. Nó kỳ là kỳ cái gì? Là vấn đề là mình không phải như những thằng phần kia, là thấy những cái gì cái là mình bóc lên mình không có, đúng không? Nói gì nói bây giờ người ta có vấn đề mình chưa biết, người ta có thực sự là khó khăn không mình chưa biết ha, hay là người ta thế này thế nọ không mình chưa biết, nhưng mà cái hình ảnh đó thì mình show ra mình thấy cái gì đó nó ngựa ngại ngại mình không làm thôi. Mẹ thử đi xuống đường Trường Chinh đi, chân bạn đứng đi xin, dán bạn lên happy every poor gì đầy hết. Chết mẹ, giờ vụ đó chạy về tới Việt Nam luôn rồi hả? Có Tây đó, mình chỉ biết là Tây thôi, thật sự là mình chỉ biết là Tây, còn quốc gia nào thì mình chưa biết nha. Mình quốc gia nào thì mình không biết, nhưng mà đó là Tây. Còn Tây mà gọi là đi bán hàng rong á, đi mời chào mẹ y như người Việt mình á, ở Việt Nam cũng đầy. Đây bán bánh này nha. Giỡn hoài, bán xúc xích, bán này bán kia, đứng đường nó bán gì đâu, giỡn. Chẳng qua mình thấy ngại mình không quay thôi, nhưng mà mình thấy ok, những trường hợp đó mình lại thích là gì? Ở chứng tỏ người ta là tự làm là người ta sống, đúng không? Bởi vì không rồi. Có ngành nghề nào xấu hết á, lương thiện, anh làm lương thiện. Người ta bán luôn, biết yêu đất nước mà người ta ở bán, đúng rồi, kệ người ta. Anh khó khăn, ok, trong cuộc sống khó khăn, anh vấn đề nó bức xúc cuộc sống gì, anh bày, anh kiếm cái gì đó ra anh bán, anh kiếm tiền để lo cho bản thân, ok, cái điều đó mình rất quý, mình nói thật. Không riêng gì Tây nữa, bất cứ ai cũng vậy, coi như chấp nhận vừa khó vươn lên đó, rồi có làm mới có ăn nó thẳng. Ừ. Trường hợp đó mình lại rất quý. Người ta nói đi. Cũng chịu làm. Em có chút ý kiến. Anh Vũ Cường Toàn biết không? Ở Hàn Quốc á, ở Nhật thì cũng vậy luôn, với Hàn Quốc nó cũng giống giống nhau. Bây giờ nó đang báo động đỏ luôn á, là tụi nó không có chịu sanh đẻ nữa. Anh Thư Quang biết vụ đó không? Đúng rồi. Có.
Nó biết lâu rồi. Bây giờ nuôi không nổi. Nước của nó càng già nuôi đi. Không có sanh con đẻ cái nữa. Thì hỏi bao nhiêu tụi nó điều tra đồ này kia ra là tại sao? Đắt đỏ quá, sống không nổi, đẻ con không nuôi nổi. Đó, bên Hàn Quốc đó. Bây giờ hỏi ra phỏng vấn tụi giới trẻ hả, nó độc thần. Anh có thấy cái đất nước nào mà nó phát triển đồ chơi búp bê tình dục đồ không? Nghe nó chỉ toàn là bên Nhật với bên Hàn không à. Đúng rồi. Bên Nhật bên Hàn không à. Ô, mấy cái món đó bên đó rất là đắt, là tại sao mà một thằng đàn ông không thể nào nuôi nổi một con vợ hay sao á, cái đó không biết có đúng không, nhưng mà thật sự là ở trên xã hội nó bây giờ rất là nhiều những cái trường hợp đó, nó không có muốn lấy vợ sanh con nữa, mà cái thằng đàn ông cũng vậy, mà cái con gái cũng, mấy đứa con gái cũng vậy, cũng không muốn đẻ nữa, nó mắc quá, nuôi rất là khó, cho nên bây giờ á tụi nó càng ngày bị áp lực cuộc sống. Rồi cái đất nước gì mà có một cái chỗ mà để đi tự giận nữa mới ghê chứ. Thấy không? Sống khu rừng, khu rừng, tự, khu rừng tự giận tự... Nhật á. Khu rừng tự giận đó là của người Nhật á. Chị môn vào đó chèo cổ. Nếu mà anh em nào ở bên Hàn Quốc thử Vietcry nói coi có đúng không nha. Vietcry có nghe một cái câu chuyện này. Nó có những cái cây cầu, hay là một cái cây cầu vào đó. Thì người ta cái cây cầu đó nó nhảy lầu, nó nhảy cầu quá nhiều đi, áp lực cuộc sống nó nhảy, nó tự giận đủ các kiểu, riết mà bây giờ người ta phải trang trí những cái bức tranh, người ta vẽ những cái bức tranh của những cái tòa nhà xung quanh cái khu vực đó, nào là hãy yêu đời lên, hay là nó vẽ những cái bức tranh để cho con người ta suy nghĩ tích cực nhiều vô, chứ đừng có suy nghĩ tiêu cực nữa, để cho yêu đời á, để giảm bớt một phần nào đó, chứ bây giờ cuộc sống nó áp lực ghê lắm, áp lực chứ đâu phải là chuyện. Mẹ nhìn thì nhìn nói ngoài thấy vậy thôi, chứ còn đi nói gì nghe như việc nói chi sâu xa, nghe như việc trai ở bên Mỹ thôi, việc ra áp lực không, áp lực sao không áp lực sao? Đúng chưa, áp lực mở mắt ra là không phải mẹ lo của quay đi dần gật kiếm tiền để làm gì, để cuối tháng gom lại đóng cái này đóng cái kia đóng cái nọ đóng cái lọ đóng cái chai, không thấy chưa kể là lo cho hai nhỏ nữa, rồi chưa kể tích lũy nữa, mẹ nó tới. Mẹ có, à, có dám hơi tay đâu đúng không, việc ra ở bển có dám ngơi tay đâu, chẳng qua lâu lâu có rảnh rang gì đó về Việt Nam chơi để gọi là xả chết xả cạn, không cái này mình nói thật thực tế thôi chứ mà ở đâu cũng vậy. Còn Việt Nam vậy, nhưng mà Việt Nam nó đỡ hơn cái là gì, tức là Việt Nam nó đỡ hơn cái mình như các quốc gia khác là gì, ít bị ba cái thuế má Việt Nam, hiểu không? À, anh không làm hiện đó vậy thôi à, Việt Nam giờ làm không đó, còn hôm nào anh cảm thấy làm dư ra đủ mai mốt ăn thì ngày mai anh nghỉ thì được đó, Việt Nam thoải mái là vậy. À, anh không làm thì ok thì anh ăn ít lại hoặc anh ăn tệ hơn chút, còn anh làm ra nhiều thì anh ăn ngon hơn đúng không? Cái ở Việt còn Nam một... em thích có một cái vậy nè, anh đi ra ngoài đường, anh đi ra xã hội thì anh chơi tầm cỡ tầng lớp nào anh cũng có, anh chơi được hết á. Đúng rồi. Cái người gia đình một gia đình hai vợ chồng một hai đứa con, ví dụ như là công nhân viên gì, cuộc sống trung bình thôi, họ đi ra ngoài họ cũng có cái vui, họ cũng chơi được, cũng có chỗ ăn bình dân này kia. Anh nào có tiền thì chơi gì là chơi, nhưng mà nó đa số là vậy, cái người dân Việt Nam đa số là mình thấy niềm vui nhiều hơn. Còn ở nước ngoài thì, ví dụ như Việt Nam nè. Ở Việt Nam nè, anh ở Việt Nam, ở Việt Nam nè, bây giờ Việt Nam có mèo lắm nè, có mèo gọi là mèo nheo với cùng cứt mèo luôn nữa, cầm 10.000 đi ra quán bà Tư, ha, đi ra quán bà Tư ngồi kêu một ly cà phê đá, rồi là có bạn đó, bạn gì, bạn cà phê ngồi quýnh kịch tướng, hiểu không? Bà mới ngồi quýnh kịch tướng, bà ông ngồi quýnh cả ngày mới ai nói ông, đúng chưa? Không. Đó là ông cũng có cái niềm vui của ông rồi. Tôi nói tới ví dụ ok bây giờ má bèo quá không có tiền chơi với ai, không có đồ với rượu chè bé bét được với ai hết á, nhưng mà cũng phải có cái gì giải sầu đúng không, mà giải sầu sao giờ đó ra quán cà phê bà Tư đầu ngồi uống cà phê đi là đồ á, các kỳ thủ khắp nơi đủ sẽ tụ về đó, ông này quýnh với ông mà xong ta bận ta đi thì ông yên tâm đi, rồi có người khác vô tiếp chiêu ông là ngồi đâu ngồi cao một mũi thôi nữa, có cái điện thoại phải không, có cái điện thoại
Wi-Fi internet thì miễn phí bao la, cứ vô quán kêu ly cà phê ngồi không mấy tiếng đồng hồ móc cái điện thoại ra lướt. Thoải mái. Cái đám cụi đám que thì nó thấy Việt Nam mình như vậy á, thì nó lại bảo là má toàn là thất nghiệp không, mà cho nên nó mới ăn chơi ăn nhậu đông. Mà nó nói như vậy lại càng thấy cái ngu của nó đó, Quyền Rai phải không? Rồi đồng ý thất nghiệp ăn chơi ăn nhậu đông đúng không? Mày nói thất nghiệp là ăn chơi phải không? Ủa vậy tiền đâu nó nhậu vậy? Dính chắc. Đủ mày đúng không? Bây giờ hỏi ở ngược lại cũng phải toàn dân thất nghiệp đi ăn nhậu, mà phải thất nghiệp là không có tiền, không có lao động đúng không? Ủa vậy đó, nó dậu chùa nhà nước đại thọ hay gì à? Vậy Việt Nam nhà nước đại thọ cho nhậu thì sao? Hai em biết là Việt Nam rất dễ sống này này, nếu mà sống bình dân làm ngày sống cũng còn nửa tháng ấy. Vì anh nói hai em này một ngày ông ăn khỏe lắm, thì như thưa qua ông ăn khỏe, thưa qua ông ăn khỏe lắm, chỉ bún gói mì tôm thôi. Bún gói mì tôm lại rẻ có 12.000 bạc, cái mua 5.000 hành là 17.000, mới mua khoảng 15.000 về xào ăn cả ngày. Ăn rất là rẻ, nếu ăn bình dân Việt Nam rất là rẻ. Đúng rồi. Một lần ông ăn 4 gói chứ không phải ngày. Ông Nam nói người ăn bình thường thôi, thì ngày cao lắm ăn hết 4 gói, ăn 3 bữa, 10 bữa hơn gói, 4 gói thì cái loại mì tôm rẻ có 12.000, 4, 3, 12 mà. Với vài ngàn mua 5.000 hành lá cầm. Rồi anh em thịt heo à, ăn tôm ăn gì cũng được, chỉ 20.000 về xào ăn cả ngày. Yeah. Mua thịt bò chỉ có 1-2 lạng thịt bò chỉ có 20-30.000. Thịt heo rồi, có 10 mấy nghìn. Có nhiều thằng Tây á, có nhiều thằng tuổi Tây á, bây giờ á, tụi nó về Việt Nam, tụi nó đi du lịch xung quanh. Cái đám Tây ở bên này á, nó cái tuổi mà tụi trẻ đó, cái tuổi giống như là nó học đại học ra rồi, cái anh biết không, nó đi học đại học nó như thế này nè, nó có một số lúc mà đi học đại học á, thì nó hay có cái chương trình mà đi qua nước này nước kia học học trong vòng bao nhiêu tháng cái môn về xã hội hay là về thiên nhiên hay gì gì á, thì nó được chọn mấy nước nó đi đó. Cái anh biết không, có nhiều thằng á, nó đi về châu Á mà sau cái lúc này nè, cái thời gian dạo này á, dân chúng nó đi về châu Á đông lắm. Châu Á bây giờ nó là cũng như là một cái điểm nóng trên thế giới mà dân du lịch đa số họ muốn đi về đó. Một số người từ xưa đến giờ á, cứ châu Âu hoài, cứ đi xuống vịnh Mexico hay là đi châu Âu rồi riết nó cũng chán. À, giờ chuyển hướng đi châu Á, mà châu Á thì phải hơi xa, thì đa số những người già đó họ ít đi, những người già thì họ ít đi về châu Á, nhưng mà tuổi trẻ nó về châu Á, nó đi xa lắm, nó thích, nó về nó khám phá nè, Việt Nam, Lào, Campuchia, tùm lum tà la, cuối cùng cái tụi nó ngẫm lại mấy thằng đó mới là mấy thằng chấm điểm hay đó nha. Bây giờ mình thí dụ như mấy thằng đó là mấy thằng mà đi vòng quanh các nước ở châu Á mà tụi nó chấm mà rất là hay, nó đi vòng vòng sành điệu á, nói chung là mấy sành điệu thì mình kêu nó là tụi Tây Ba Lô. Chào anh Nguyễn Việt, chào anh Việt nha. Đó, như là tụi Tây Ba Lô vậy đó, cái đó nó đi qua Campuchia, nó đi ở đó mấy ngày, qua Lào mấy ngày, qua Sing mấy ngày, Mã Lai, Indo, rồi Việt Nam, China, đủ các kiểu. Cái cuối cùng hết cái nó chọn, nó nói ồ má, hình như là ở Việt Nam mà tao thấy coi bộ vui nhất á. Mới ra okay, ăn uống lúc nào cũng có đồ thì đúng rồi đó. Mà anh biết cái tụi Tây Ba Lô á, nó không có quan trọng chỗ ở nhiều đâu, nó chỉ đúng cần rồi. Kiếm một cái phòng nào nhỏ cũng được, miễn sao có cái giường, nó về nó lăn cái đục ra nó nằm rồi nó ngã lưng rồi sáng nó lại đi rồi tối nó lại về. Thì anh biết không, có rất là nhiều thằng ở Mỹ cũng vậy nữa nè, rồi tụi bên châu Âu cũng vậy, nó học xong bao nhiêu tháng đó ở Việt Nam, bắt đầu nó phải quay trở về nước nó quay trở về nước nó, cái thời gian sau khi mà nó ra trường á, nó xin việc làm thì không có việc làm, ảnh ngẫm nghĩ sao nó eo mẹ nó, tao bay ngược về Việt Nam à, cứ vòng vòng ở trong nước á, ở bên Tây nè, nó chưa kiếm được việc làm mới về Việt Nam. Cái số đó cũng đông lắm nha, nó về Việt Nam anh biết nó gom lại cho một nhóm, nó mướn nhà trọ nó ở xong hả, nó đi ra ngoài nó ăn uống đồ á, rồi người ta phỏng vấn nó đồ này kia, nó nói á, bây giờ thì lên rồi nha, nhưng mà những năm trước á, nó nói một tháng á, nó chỉ cần kiếm $600, từ $1,000 trở lại cho tới $600 thôi là
nó sống khỏe re ở Việt Nam luôn. Nó nói hả, ủa mà tao đi làm xong hả, tao ra bãi biển Nha Trang nè, tao ăn nhậu, tao party ở ngoài bãi biển cho tới khuya, rồi tao về phòng trọ tao ngủ, ngủ xong sáng tao dậy tao đi làm. Cuộc sống của nó cứ vậy mà nó khoái. Anh hiểu không? Tự do tự tại, chúng vui về tự do kiểu tự do mà tự tại á, mà tây nam đơn giản mà bánh mì bánh bao mì tôm ra hết á, mà nó đâu có cần đúng rồi, nước là nước suối, nước suối gì á có 2-3 ngàn chai, nước suối đâu có loại 2-3 ngàn chai. Cuối cùng nó lựa Việt Nam, nó nói Việt Nam là cái nơi là nó thấy ok nhất, còn những cái chỗ kia thì không không nổi, đắt đỏ quá, hoặc là an ninh thì không có. À, còn về Việt Nam cứ ngồi phà phà vỉa hè ăn nhậu tối ngày vậy, riết rồi ghiền ở Việt Nam luôn, chả muốn về nước nữa. Hay vậy, Tây Nam đơn giản nó ăn bánh bao thậm chí có 2 tháng nó kêu dĩa cơm. Kêu bán cơm một mẹ bố nó 2 tháng kêu dĩa cơm, nó ăn dĩa cơm bình dân, 2 tháng ăn dĩa cơm có 3 tháng. Anh Chu Phan với anh Thơ Quang có biết cái thằng Phúc Mập không, cái thằng làm YouTube đó, chọc mà biết, Phúc Mập rau rùa chào bá Phúc Mập Vlog. Phúc Mập Vlog. Anh biết nó ở Florida, nó là cái gì ở Florida không? Nó là luật làm gì? Sư ở Florida đó. Bây giờ mà yêu Việt Nam à? Anh ra luật sư. về Việt Nam sao nghiêu ngao quá, nghiện Việt Nam, cái cưới vợ giờ ở mẹ nó bên Florida, ở bà nó luôn ở Việt Nam luôn á, thấy không? Ồ mấy vậy chứ mà nó lập kênh YouTube rồi, nó kiếm tiền cũng nhiều với Việt Nam, kênh nó cũng nhiều lượt follow lắm á. Nghe mấy thằng Tây, mấy thằng đó là khôn á, ảnh về Việt Nam thì nhiều người thấy lạ, rồi cái kiểu anh nói tiếng Việt nữa, trời ơi, anh nói tiếng Việt rồi anh làm YouTube mà anh kiếm tỷ tiền luôn.